Xin chào tất cả các bác nhá. Rất vui khi được gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Mạnh. Hiện tại thì Mạnh đang có mặt ở vách đá nha các bác nhá. Thì vách đá này nó khác với cái vách đá ở ngoài, vách đá số 1 thì vách đá này gọi là vách đá số 2. Thì hiện giờ thì vách đá này đường để lên cắt cái phần cơ ở phía bên trên ấy nó khá là nhỏ luôn. Thì giờ thì Mạnh sẽ vào trong vách đá, bởi vì là vách đá này gần như là phải bám sát nhau suốt, bởi vì là cái đường diện tích của máy đi này nó rất là nhỏ. Nó không có được rộng rãi ra như kiểu là mình đi làm ở phía bên dưới này. Cái phần vách đá này thì cái cốt của nó thì không phải cái đường trên này đâu, mà sau này nó sẽ đi ở cái đường dưới này. Bởi vì là bây giờ mình đang trèo lên để cắt cơ thôi. Hôm nay thì máy của anh Sự thì đang tiến hành là làm cống, hạ cống ở ngoài kia. Là phần ngoài đầu tuyến ấy là đã sửa xong rồi. Ở đấy nó có một chút những cái thứ gọi là linh tinh ấy thì đã sửa xong hết rồi. Thì bây giờ đang tiến hành vào là hạ cống. Thì sau khi là sửa xong tất cả và hạ được cống hết thì sẽ tiến hành là cho máy là để xúc lên xe để chở đá giải đường nhá. Thì còn Mạnh thì vẫn phải bám sát máy này, bởi vì là cái máy này nó là cái máy đi phá tuyến. Đường nó rất bé luôn. Xin chào. Phải cào liên tục nhá. Đấy, cái chân nó giờ đang nhỏ này. Ây à. Đoạn này là đang cần có người để cào thường xuyên cái chân này các bác, bởi vì là đường nó rất là bé luôn. Nếu mà bây giờ mở diện tích đường rộng quá thì nó lại rất là tốn công, và tốn công là đi kèm với tốn rất là nhiều dầu. Mất dép rồi. Con này nhỏ quá. Thank you.
Đoạn này cái nền cũ của nó chỉ đến tầm chỗ ngón tay Mạnh chỉ thôi nhá. Còn bởi vì cái đoạn này ở phía bên ngoài là nó có cái một cái phần rác ngày trước phát ở phía bên trên này xuống, nên là nó đang đựng lại được. Đục hết cái đoạn chân này dưới đã đi, để cho Dư mới cả em Xín em mới cào nốt. Sau là sẽ bây giờ nó bằng đầu bằng đuôi này rồi thì cào nốt cái phần chân này đi thì máy mình tiến được vào bên trong kia. Sau đó mình sẽ bắn vào trong kia thì sẽ chuyển hai người ra để đi làm cống. Máy của anh Sự đang làm ở phía ngoài kia rồi, nên là bây giờ vẫn còn đến khoảng 30 chiếc cống nữa. Bây giờ được 6-7 chiếc rồi. Bây giờ mình cào nốt cái phần này thì xong là sẽ hai anh em chuyển ra để làm cống nhá. Bởi vì bắn từ giờ vào cái vách này nó ở phía bên kia hẳn một tầm máy này nó được lâu lắm, nên là không cần đến người nữa. Chuyển ra để đóng cống thôi. Đục cống ở đoạn trên này còn không có nước đi nhỉ? Đi. Phải chở nước đi nào. Để khê đoạn này vào. Đoạn này muốn sạt á.
sệ mất đoạn kia. Với cái đoạn này thì Mạnh đang cho máy nó nhâng cao lên các bác, để cho cố gắng làm sao để vớn được lên cái đoạn này. Nhưng mà càng cao thì máy đi càng nhỏ. Đoạn này nó chỉ mất khu vực này thôi, gian đoạn này thôi. Với những cây này thì vẫn được giữ nguyên, không có ảnh hưởng gì tới cây. Bởi vì khi ra đoạn này thì đoạn đấy thì nó lại rộng rộng rồi. Nhưng mà đặc biệt cái đoạn này đã là vách đá nhưng mà nó lại cong hình kiểu khúc cua, chữ V ấy. Nên là nó lại những cái phần máy đi kia thì nó lại vào cái đoạn khúc cua, nó lại càng hẹp lại.
vốn hết cỡ lên xem được tầm đục đến đâu. Rồi. Này vẫn với rồi, thiếu rồi. Mày vừa trong vách, bây giờ ra tới chỗ hạ cống đầu tiên nhá các bác. Hôm nay có em Điếc Công Tử em ấy giám sát ở đây thì đúng là không còn gì bằng nữa. Chào bác Phú nhá. Chào nhá. Sự này nhìn oách đấy. Anh Sự ơi, dạ. Bây giờ em dặn này nhá, đừng có vứt đất lên chỗ này nữa, mà san chỗ này ra là làm sao cái máy của mình ấy nó tiến ra tiến vào được chỗ này. Vâng, tiến nó lên trên đấy cả gạt. Đấy, bởi vì đứng như này là mình đứng ngang như này, mình xúc như này vớ vẩn, nó sạt cái chỗ này ra là nó sệ một bên máy xuống. Được đấy, nhờ múc được rãnh này oách đấy. Múc hẳn xuống một nữa đi. Ở phía trong kìa. Bên kia, múc giặt từ bên kia lại. Trong vũng nước ấy. Toàn này thì sau này hạ cống xong thì sẽ tôn lên tầm khoảng độ 50 phân nữa, bằng tầm chân anh Báo kia, để cho đỡ trũng đoạn này. Ở video trước thì các bác có biết là cũng biết là anh Sự anh phải sửa đường anh cả. Về cái phần kỹ thuật của máy thì làm những cái phần đấy thì nó khó. Thế nên là đến những cái việc như này thì anh ấy sẽ dễ dàng hơn. Đấy, con này là thấy là múc được đầy gầu rồi đấy. Cái em Điếc Công Tử này nếu mà không bị về cái phần tai này thì là em này lái máy là nhanh nha. À, nó đập vào mặt đấy à? Nó đập vào đây đấy à? À.
cho cống xuống được rồi đấy. Cái này giờ sẽ múc thêm xuống tầm khoảng độ 5-60 phân nữa, một đường nữa, xong bắt đầu mới sửa xong mới hạ được các bác. Anh Sự ơi, lùi máy lại tí nữa đây. Cái này vẫn phải chuẩn bị cuốc xẻng tất cả mọi thứ để sau còn san đáy đó, ngon lành đó. Cân kìa, cân kìa. Bám sang bên này tí đi, anh Sư ơi. Để ý mình cái cần nhá.
Đó anh múc giật lùi từ trên kia xuống. Vào nữa đi. Thôi. Cứ bình tĩnh thôi, thả lỏng người ra. Đâu ở trong hố có ếch à? Ai rồi, ai rồi. Bạn phải thả ở trong cái ao kìa. À, chú bẻ cái nha. Thả mấy con này đấy. Anh Sự ơi, múc ở phía bên trên kia nó chéo dưới này nhá. Dưới này sẽ múc thấp hơn nhá. Lệch nhau tầm khoảng mét hơn mét vào. Cho thật dốc vào. Nhiều ếch quá. Mạnh vừa ngoài chỗ máy anh Sự vào nhá. Ôi nhà anh Chính. Nắng quá nhỉ. Vâng. Bây giờ mới được một bao ngô. Suốt từ sáng đấy à? Vâng. Đoạn này khéo hẹp quá.
anh Sự ấy, anh ấy là một trong những người đang học lái máy các bác. Nên là khi mày cứ nói là như kiểu khi mình cứ đứng ở đấy nhiều thì anh ấy lại càng cảm giác anh ấy kiểu anh ấy sợ sợ. Nên là anh ấy làm nó không tự nhiên. Nên là mày cũng hạn chế ở đấy thôi, bởi vì cũng chỉ nói cho anh ấy được cái phần nào về cái phần làm kỹ thuật với nó như thế nào thôi. Sau đó thì lại phải di chuyển, bởi vì còn bây giờ là lần này lại còn có em Hoàng nữa, đang ở trên cái vách này nữa. Nên là cũng sẽ chạy đi chạy lại thường xuyên. Nhà anh Chính lại tiếp tục.
Chào cô Châu áo xanh nhá. Nhanh nhở, đã được một chiếc rồi. Cái này phải cân đấy mới vào được đúng không? Thấy ở chỗ nhà xín là hết xi rồi đúng không? Này xong khéo lại phải đi chở xi thôi. Thì mai mới lại có cái làm. Ông giáo giờ lành nghề lắm rồi đấy nhỉ. Thợ cứng rồi đấy. Nhưng ông giáo giờ là cho đi dạy đóng cống là được rồi. Hả? Dư nữa. Nói chung là bà con đúng cáng này là sau này là có nghề đúc cống này. Này thêm cát nữa rồi. Ôi, kiểu này đẹp thế. Đúng kiểu quay tròn luôn đấy. Có hai giờ bây giờ sao đấy hiểu? Vẫn phải thêm cát nữa mà. Nhìn thấy sợi cũng hơi nhiều nhiều.
Ấy à, đã hạ rồi cơ. Ôi 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 ôi. Có cần vào, vào đòn, vào đòn, vào đòn. Hạ xuống nữa đi. À, được 3 chiếc rồi cơ. Nhẹ nhàng thôi. Như này là dốc rồi đấy anh Chính ạ. Được đấy. Đấy, khít rồi đấy. Cái cống kiểu này đến lúc lắp vào này nó dễ hơn. Còn cái mà có cái vành kia là nó kê. Thẳng tắp luôn à? Đặt đài lên một tí nữa. Ở đấy. Thằng tắp này chứ. Đây. Ôi ôi, chính ra đi thằng này. Sợ sự à? Chưa nó chỉ biết là nó hả, nó hả. Nó hả hả này. Tay nó chưa chịu này. Cứ bình tĩnh nhá.
Được rồi, thôi này là khít rồi. Nhấc cao lên, cứ nhấc cao lên nhá. Thả xuống đi. Thả từ từ nhá. Đó, đó đấy, thả xuống rồi, thả xuống đi. Mới được có 2, 4, 6, 7 chiếc. 7 chiếc còn 3 chiếc. Khéo còn sợ mói ấy. Sợ khéo sợ mói ấy. Đây phải ra tận đây cơ mà. Thì sau này đất nó ở trên này. Như này sau này cái khúc cua này tôn đường lên thì nó cái phần này nó phải lệch nhau 2 mét từ đáy cống lên, từ mặt cống này lên. Rồi, thẳng thôi, đẹp quá à. Tuyệt vời, ông mặt trời rồi. Cái này sau sẽ lấy cái phần đất nó vụn vụn hơn để giải vòng quanh cho nó êm. Đó. Thôi, qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây. Và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo.